Đấy. Vâng, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Đấy. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên chợ Cung Ly, nhưng mà bây giờ khá là muộn rồi. Mình cũng vừa trực tiếp cho bạn xem tình hình biến động ở trên chợ trâu. Và đây có một con trâu trắng này, nếu mà các bạn nào xem video trực tiếp thì các bạn biết ngay thông tin con này từ đầu. Đấy. Con này mình có phát trực tiếp vào lúc gần đoạn cuối ở video ngày 27, 28 nhỉ? Ngày 27, 28 đấy, các bạn xem đi. Thì các bạn biết thông tin con này, nguồn gốc của con này. Con này thì đến chợ thì mọi người tranh nhau mua rất là nhiều các bạn. Đấy. Con này khá là to. Và con này lúc đầu thì người ta mua với giá là 55 triệu rồi. Và bây giờ lại có người mua lại nữa là 57 triệu. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ quay ngoại hình cho mọi người xem tham khảo nhé các bạn nhé. Một em trâu trắng khá là đẹp, sừng to. Đấy. Con này cao tầm 1m4 các bạn. Đẹp nhỉ. Đây. Đẳng. Sừng đẹp, sừng đẹp. Lại lần 3 à chú? Hả? Lại lần 3. Lần 3 rồi lên 60. Ui ôi, ác nhỉ. Còn phải lên nữa. Con này ngày mai phải lên Bắc Hà nhỉ? Ừ. Con này nó phải lên 80, nếu một lút thì nó phải lên cái tầm 60. Chính tỏ ông kia bắt triệt từ đầu hụt tiếc nhỉ. Nếu mua ngay từ đầu nó rẻ được vài triệu nữa. 5 6 triệu. Sợ. Ăn mừng rồi. Cầm trâu lên nhanh. Nói chung là con này đẹp, ngoài hình đẹp. Đấy, mấy bác đang tầm 60 là không biết ai cầm dám cầm một lần nữa không. Tay to vẫn cầm vậy nhỉ. Các bạn không biết là các bạn có hiểu không, có nghĩa là con trâu này lúc đầu là mua với giá là 55 triệu, sau đó lại có người mua lại nữa. Đấy, người ta cảm giác là con này vẫn sẽ có thể là bán được giá cao nữa, là người ta mua 57. Đấy, và bây giờ lại có người mua lại lên 60. Đấy. Giá hiện tại con này đang mua được 3 lần. Một em trâu đẹp qua 3 lần đò các bạn. Người ta gọi là một em trâu đẹp qua 3 lần đò. Đấy. Kia. Đấy, mấy bác vừa đây vào trong kia đang xà láng. Sừng đẹp thật. Con này sừng đẹp các bạn. Con này thấy bảo có hai thiều. Thấy chín rồi. Còn đấy mà 29 triệu nhỉ. Con này mét năm mấy à? Làm gì cái năm mấy anh? Hơn là mét năm mà. Tầm mét tư thôi. Sừng đẹp thật đấy. Đây. Anh cao hơn nhiều chứ, nó làm gì anh? Cao tầm mét tư thôi, gần mét tư. Cặp này đến chục triệu không anh? Chắc phải 7-8 triệu nhỉ? 29 triệu. Sừng, người ta thích sừng trâu trắng mà. Cái này cân thịt có 3-2 á, sừng ra rồi. Đúng rồi đấy, nó về chợ rồi.
tay nào về tay nào sang sống quay lại đấy. Nói dưới này luôn các bạn. Bảo làng của mình mẹ đã dám bắt nhá. Này không lá à, năm năm nữa rồi, cho nó đỏ lắm nhá. Không ai dám phải quay đâu em ơi, em quay cho báo lung tung lắm. Đấy, bỏ con trâu này thì bán 3-5 triệu thôi. Con trâu này có báo là Trung Quốc mua 120 triệu đấy. Quay lần sau mà lên nói, thả con trâu đấy. Con này không lá, 5-5 triệu thằng nào xe xe xong nó quay lại đấy. Xóa trả. Không phải mua ngay đâu. Mà 50 triệu thì nhỏ người mua. Nói chung là lúc một mình thì hơi run run nhưng mà lúc đông thì máu nổi lên. Sừng đẹp, đầu đẹp các bạn. Con này biến thành màu đen nữa thì chắc phê. Đây xem cả khoái ấy. Ồ. Đi đây qua tay luôn. Chắc là chụp ảnh cho một người nữa lại qua tay tiếp. Thế qua bốn đèn đo. Sợ nhỉ, một con trâu. Thế mà nó đen nữa, con trâu đen nữa thì đẹp. Đấy. Bên là con này bạn trẻ kia bạn ấy mang đi đâu? Ok các bạn nhé, con này đã qua 3 lần đo rồi. Lần thứ nhất là 55 triệu, lần thứ hai là 57 và lần thứ ba là 60. Còn anh này anh mua về mà chắc chắn là phải một lần nữa. Đấy, là không biết là lên bao nhiêu nữa. Đây, anh đang cầm điện thoại anh mua này. Con này lúc đầu anh cũng mua rồi nhưng mà người khác mua mất nên anh tiếc anh mua lại. Một con trâu đẹp ở chợ phiên. Và con này thuộc vào bộ sưu tầm trong video trâu to, trâu đẹp của mình các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là mình cũng xin tạm dừng video tại đây các bạn. Bởi vì là chợ thì bắt đầu cũng tối rồi, không còn gì chia sẻ nữa. Và chủ yếu là mình quay cái con trâu to để cho nó vào bộ sưu tập cá nhân của mình. Dòng trâu to, trâu đẹp ở chợ phiên. Và giá cả thì mình cũng tâm sự rồi.
Đấy, các bạn xem thì các bạn tham khảo. Đấy, chợ tối rồi. Đây là chiều thứ hai các bạn. Bây giờ thì mình sẽ về thôi, tối rồi. Trên đây có một con nghe. Đấy, mình xe mình đây này các bạn. Đấy, quay toàn bộ cho mọi người xem.